Hi, xin chào mọi người nha. Thì trong vỏ của Hương á, khi mà đi làm á, làm sao để cái da của mình á mà nó đẹp lên một cách nhanh chóng. Thì khi các bạn đi chơi, chúng ta sẽ có những cái ba lô rất là nhỏ hoặc là túi xách đúng không? Thì có hai thứ mà Hương sẽ không bao giờ thiếu, đó chính là một cái hộp chống nắng của Missy nè, một cây son và một cái chai nước hoa. Bây giờ thì Hương sẽ thử cái này để cho cả nhà cùng sẽ xem thấy ha. Đây là cái làn da mộc của mình, thấy không? Chỉ cần Hương lướt nhẹ một tí xíu thôi nè. Thì làn da của Hương nó được che đi những cái khuyết điểm rất, mọi người thấy không, nó rất là tiệp vào cái da, và Hương chạm tới đâu thì nó sẽ che đi những cái lỗ chân lông nè, những cái khuyết điểm trên cái làn da của Hương rất là nhiều, vì hầu như là chị em phụ nữ của mình đó, cái làn da nó thường nó sẽ không có đều màu ha. Vậy thì chúng ta phải sử dụng làm sao để cho nó đều màu da của mình và nó làm cho cái làn da của chúng ta đẹp lên rất là nhanh luôn ha. Đây là cái yếu tố không thể thiếu nha. Cái làn da khi mà Hương đã sử dụng cái phấn nước này, nó sáng hơn rất là nhiều và nó che đi những cái lỗ chân lông trên da, nó che đi những cái khuyết điểm trên cái làn da của Hương. Đó, mọi người thấy cái da cổ so với cái da mặt là nó khác nhau rồi đúng không ạ? Boom ha. Đó, đây là một cái cách vô cùng đơn giản ha, để mà chúng ta có thể có một cái làn da nó vô cùng mịn màng một cách rất là tự nhiên. Ai mà ngồi gần của mình họ không bao giờ họ nói một câu là sao da mình cộm phấn, không bao giờ có chuyện đó nha. Đây, sử dụng những cái dòng son dưỡng của Burberry như vậy á, thì Hương cảm thấy là cái môi của mình nó sẽ không có bị khô và nó làm cho mình có một cái cảm giác là cái môi của mình nó rất là khỏe. Đó, chỉ cần một cái bước như vậy thôi. Đó, mọi người thấy không? Nó rất là nhanh và nó rất là tiện cho chị em của mình luôn. Chứ chúng ta không có nhiều thời gian để mà chúng ta sẽ làm rất là nhiều bước trên da. Khi nào đi tiệc thì Hương mới làm thôi. Còn bình thường mình làm cho cái làn da của mình nó phải khỏe và làn da của mình nó được chống nắng và bảo vệ cái làn da. Đó, đó chính là một cái cách ha, để mà mình có thể đi chơi nhanh mà mình không mất quá nhiều thời gian. Rồi đây, và sau đó chúng ta nhớ phải xịt một xíu nước hoa lên. Khi mà xịt nước hoa, nhiều người hay nói là xịt nước hoa 2-3 phát, nhưng mà Hương nói thật luôn là Hương phải xịt nước hoa nó phải 5-6 nhát thì Hương mới cảm thấy là cái người mình nó rất là thơm. Ngoài xịt lên tay chân nè, Hương còn xịt lên một ít quần áo nữa để Hương cảm thấy là rất là happy và làm cho cái mùi hương đó nó tỏa hương tốt hơn và nó lại lưu hương lâu hơn nữa nha. Rồi bye bye và hẹn gặp lại cả nhà của mình nha.